383 vừa chơi đã có tài khoản vương giả, tộc trưởng của tộc Bạch Hổ cấp 380. Ngươi nói Huyền Võ chết rồi, thuộc hạ đã xác nhận, chuyện này tuyệt đối chính xác ạ. Cái tên loài người có tên là Diệp Hạo đó không chỉ giết chết đại tộc trưởng Huyền Võ, mà thu phục toàn bộ lãnh chủ của bộ tộc Huyền Võ, còn liên minh với Quỷ Kim Dương nữa. Tham túc viên cấp 320, thuộc hạ to gan suy đoán, mục tiêu tiếp theo của hắn rất có thể chính là bộ tộc Bạch Hổ của chúng ta. Khuê Mộc Lang cấp 300, Lâu Kim Cẩu cấp 250, Vị Thổ Trĩ cấp 195, Tất Nguyệt Ô cấp 240, Tuy Túc Hầu cấp 310, Ngang Nhật Kê cấp 100. Vậy chúng ta nên làm sao đối phó đây, tộc trưởng? Nhìn dáng vẻ yếu đuối của ngươi kìa, có cần sợ đến thế không cơ chứ? Yếu đuối thì đã làm sao, đó là tộc trưởng Huyền Võ đó. Ngài ấy cũng đã bị giết rồi thì ngươi còn không cho phép ta sợ hãi sao? Ta cảm thấy chúng ta cũng không cần phải thấy căng thẳng, tên Diệp Hạo đó có mạnh hơn đi nữa cũng chỉ là một tên loài người, chỉ cần chúng ta tập trung lại với nhau thì vốn dĩ không cần sợ hắn. Đúng vậy, Huyền Võ muốn một mình chống lại cho nên hắn mới chết, chúng ta sẽ không đạp lên vết xe đỗ lần nữa. Tuy rằng Quỷ Kim Dương đó đã liên minh với Diệp Hạo rồi, nhưng lại không có chia một nửa binh lính cho hắn, rõ ràng là còn dè chừng với hắn mà, ha 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 ha. Suy cho cùng cũng chỉ là một tên loài người mà thôi, không gì phải sợ cả, lẽ nào hắn còn muốn một mình hủy diệt toàn bộ thế giới yêu thú sao? Ráo, tộc trưởng bớt giận, tộc trưởng bớt giận. Ta cảnh cáo các vị, mãi mãi đừng xem thường kẻ địch của mình. Thực lực của bộ tộc Bạch Hổ chúng ta chỉ được coi là bình thường ở nguyên cả thế giới yêu thú, cũng không có tư cách gì để kiêu ngạo. Nghe rõ chưa? Vâng. Tên Diệp Hạo đó có thể liên tục lật đổ nhiều bộ tộc như vậy, cho nên không chỉ dựa vào may mắn, mà còn là thực lực đấy. Ta nghĩ thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ giới hạn ở năng lực được thể hiện, nhất định còn có thủ đoạn khác. Hơn nữa, kẻ địch vốn dĩ không có đi một mình, Thanh Long tộc trưởng đã từng nói với ta là còn có hai tên loài người khác đang hỗ trợ hắn. Năng lực của một người trong số đó vô cùng kỳ lạ, ngay cả ý thức của Thanh Long tộc trưởng cũng có thể bị hắn đánh bại. Những việc này không quan trọng, quan trọng nhất là vẫn chưa tìm được phó tộc trưởng sao. Không có, khí tức của phó tộc trưởng hoàn toàn biến mất rồi, những thuộc hạ mà ta đã điều động ra ngoài cho đến bây giờ vẫn không tìm được. 50 năm rồi, nàng rốt cuộc đã đi đâu, bạn đồng hành của ta. Chỉ khi cả nàng và ta đều liên minh thì mới có thể phát huy ra thực lực thực sự. Bởi vì nàng không có ở đây dẫn đến ta không tài nào tham dự vào cuộc xâm lược thế giới loài người, càng bỏ lỡ cơ hội tăng cường thực lực. Bây giờ, tên Diệp Hạo đó đã tìm đến tận cửa rồi, một mình ta làm sao có thể chống lại hắn chứ? Tăng tốc tiếp tục tìm kiếm, bất luận ra sao thì cũng phải tìm được nàng ấy cho ta, tuân lệnh. Cũng không có. Có cần nghỉ ngơi hồi phục lại thể lực không? Ta đã sắp xếp một không gian tuyệt đối an toàn và không bị làm ồn dành cho ngươi rồi. Tao vẫn còn trẻ, không có vấn đề gì về phương diện thể lực, nhưng tao trái lại có một câu hỏi muốn thỉnh giáo mày. Xin cứ việc nói. Tao cần tình báo của Huyết Ma Tinh. Lúc trước mày từng nói yêu thú cấp cao cần tương ứng với năng lượng cấp cao. Hơn nữa, tao từng nhìn thấy có yêu thú dùng Huyết Ma Tinh để sạc năng lượng cho cánh cửa của yêu thú, trong số đó có tồn tại mối liên hệ gì sao? Không hổ danh là ngươi, không ngờ có thể nhìn ra điểm mấu chốt như vậy. Việc này liên quan đến bí mật của tộc yêu thú, vốn không thể nói cho ngươi biết, nhưng vì để bày tỏ lòng trung thành của ta, thì việc công khai với một mình ngươi cũng không phải là không thể. Cảm ơn, vậy xin mời nói. Từ xưa đến nay, Huyết Ma Tinh chính là tất cả năng lượng, ngọn nguồn của sức mạnh của thế giới yêu thú. Từ sớm trước khi bọn ta được sinh ra đời, máu Ma Tinh đã rải rác khắp thế giới rồi. Dựa theo ghi chép của sách sử, vào thời đại trước, các tổ tiên của yêu thú đã lỡ bước chân vào hầm mỏ Huyết Ma Tinh, mới khiến cho tộc yêu thú có được trí tuệ và văn minh, đồng thời cũng trở nên hiếu chiến và khát máu hơn. Nhưng theo sự phát triển của thời đại, tộc yêu thú của ngày nay đã từ bỏ phương thức truyền thống dùng Huyết Ma Tinh để trở nên lớn mạnh, suy cho cùng sinh trưởng nhờ vào Huyết Ma Tinh là rất chậm. Nhưng cơ duyên trùng hợp, bọn ta phát hiện sau khi những yêu thú xâm lược và nuốt chửng loài người tiếp xúc đến Huyết Ma Tinh, thì khí huyết của loài người ở trong cơ thể của người đó sẽ bị máu Ma Tinh hút lấy, khiến Huyết Ma Tinh trở nên vô cùng lớn mạnh, cho nên bọn ta mới sẽ dùng nó để mở cánh cửa yêu thú. Yêu thú cấp lãnh chủ đều sẽ dùng Huyết Ma Tinh này để trở nên lớn mạnh hơn, nhưng ta vẫn luôn kiên trì dùng Huyết Ma Tinh tự nhiên để phát triển bộ tộc. Tuy rằng không so được với hiệu quả của bọn họ, nhưng được cái là sẽ càng an toàn và ổn định hơn. Sự tồn tại của Huyết Ma Tinh này tuyệt đối là mối tai họa ngầm. Trước khi đối đầu với tộc trưởng Bạch Hổ, mình nhất định phải tự mình đi xem mới được. Trực tiếp hỏi Quỷ Kim Dương thì không được thỏa đáng lắm, tên này không đơn giản như vẻ bề ngoài, vẫn là nghĩ cách khác. Wow, sao đột nhiên có hơi buồn ngủ rồi vậy? Ha ha, mới nãy còn nói không có vấn đề về tinh lực mà, đi nghỉ ngơi đi. Dẫn Diệp Hạo đại nhân quay về phòng nghỉ ngơi, vâng.
trong phòng hoàn toàn được cách ly với bên ngoài, đúng thật là rất an toàn mà. Nếu không còn chuyện gì khác thì ta xin cáo từ trước. Đợi đã, hề, hắn đột nhiên nắm tay mình để làm cái gì? Lẽ nào hắn không kìm nén nổi cơn đói khát nữa cho nên muốn trừng phạt mình ngay tại đây luôn sao? Đêm khuya tĩnh lặng, cô nam quả nữ, sống chung một phòng. Tối nay em chính là của tôi, đáng ghét quá đi. Cô có biết vị trí hầm mỏ của huyết ma tinh tự nhiên ở đâu không? À thì, ta không biết, ta thực sự không biết cái gì cả. Cũng không cần dùng hệ thống dò xét nói dối thì tôi cũng biết cô đang nói dối tôi rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu, chỉ cần cô dẫn tôi đi thì tôi sẽ đáp ứng một nguyện vọng của cô, thấy sao? Yên tâm, tôi chỉ là đi xem thử, tôi sẽ không làm cái gì cả. Nhưng nơi đó là nơi quan trọng của yêu thú bọn ta, ngoại trừ đại tộc trưởng thì không có ai dám tiến lại gần. Vậy thì dễ rồi, tôi đã có lệnh bài của Huyền Võ, cũng tính là đại tộc trưởng mà, vậy thì danh chính ngôn thuận còn gì. Những gì hắn nói rất có lý, mình không tài nào phản bác lại được. Hơn nữa, nếu có thể khiến hắn đồng ý với mình, hề 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 hề. Được, ta đồng ý với ngươi, nhớ kỹ lời hứa của ngươi đó. Sao mình lại có dự cảm không lành vậy? Các cô chính là chuyển đổi khí huyết của loài người bị nuốt chửng ở ngay đây sao? Cũng tính là vậy, ngươi không phải nói chỉ xem thử thôi sao, bây giờ xem rồi đó, mau chóng quay về thôi. Ê này, bộ ngươi chán sống rồi hả? Ngươi là loài người đó, bộ không sợ bị ma tinh hút khô ngươi sao, mau dừng tay lại đi. Không đúng, sức mạnh vốn dĩ không có bị hút đi. Trái lại còn có năng lượng vô cùng mãnh liệt tiến vào cơ thể của tôi nữa. Nơi này là vũ trụ. Không ngờ Ngân Hà lại tiến vào trong cơ thể của mình, đây rốt cuộc là... Kiểm tra được sức mạnh yêu thú vô cùng lớn đang tiến vào trong cơ thể của ký chủ, đã kích hoạt được tài khoản đặc biệt, Hoàng Long Trì Khu. Cái gì? Tài khoản mới sao? Hoàng Long là tổ tiên của yêu thú, còn là yêu thú đời đầu. Từ thời xa xưa, đã từng tồn tại một trận chiến khốc liệt, Hoàng Long chiến đấu đến phút cuối, vì sức cùng lực kiệt mà chết, sau đó cơ thể của nó hóa thành thế giới yêu thú của lúc bấy giờ. Chú ý! Thẻ tài khoản Hoàng Long Chi Khu chỉ có khi sạc đầy năng lượng yêu thú theo quy định mới có thể sử dụng được, trước mắt chính là 15%. Hoàng Long Chi Khu. Tổ tiên của yêu thú, miễn nó, tài khoản này khá thú vị đấy. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit sửa chuyện cho team bằng cách cài.